내일 축제 참여하니? Cậu có tham gia lễ hội ngày mai không? 아니, 내일은 다른 계획이 있어. Không, ngày mai tớ có kế hoạch khác rồi. 나 여행 간다. Tớ đi du lịch. 좋겠다. 어디로 여행 가? Thích thế cậu đi du lịch ở đâu? 러시아로 가. Tớ đi Nga. 누구랑 가는데? Cậu đi với ai? 엄마랑 여동생이랑 가. Tớ đi với mẹ và em gái. 언제 돌아와? Khi nào cậu về? 이번 주말에 올 거야. Cuối tuần này tớ về. 즐거운 여행이 되길 바랄게. Chúc cậu đi du lịch vui vẻ. Cậu có tham gia lễ hội ngày mai không? Không, ngày mai tớ có kế hoạch khác rồi. Tớ đi du lịch. Thích thế, cậu đi du lịch ở đâu? Tớ đi Nga. Cậu đi với ai? Tớ đi với mẹ và em gái. Khi nào cậu về? Cuối tuần này tớ về. Chúc cậu đi du lịch vui vẻ. 안녕하세요. 무엇을 찾으세요? Xin chào chị. Chị tìm gì ạ? 망고 1kg 주세요. Cho tôi một cân xoài. 필요하신 거더 있으세요? Chị có cần gì nữa không ạ? 딸기 있어요? Có dâu tây không ạ? 아니요, 지금은 딸기의 계절이 아니에요. Không ạ. Bây giờ không phải là mùa dâu tây. 그럼 딸기의 계절은 언제예요? Vậy bao giờ là mùa dâu tây ạ? 봄입니다. 2월쯤이요. Mùa xuân ạ. Khoảng tháng 2. 그럼 망고 1kg만 주세요.
Nếu vậy thì cho tôi một cân xoài thôi. 얼마예요? 뭐 nhiêu tiền ạ? 총 10만 동입니다. Tổng cộng 100.000 đồng ạ. Xin chào chị tìm gì ạ? Cho tôi một cân xoài. Chị có cần gì nữa không ạ? Có dâu tây không ạ? Không ạ, bây giờ không phải là mùa dâu tây. Vậy bao giờ là mùa dâu tây ạ? Mùa xuân ạ, khoảng tháng 2. Nếu vậy thì cho tôi một cân xoài thôi. Bao nhiêu tiền ạ? Tổng cộng 100.000 đồng ạ.